You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of your ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. President Johnson, Mr. Speaker, Mr. Chief Justice, President Eisenhower, Vice President Nixon, President Truman, Reverend clergy, fellow citizens. We observe today not a victory of party, but a celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning, signifying renewal as well as change. For I have sworn before you and Almighty God the same solemn oath our forebears prescribed nearly a century and three quarters ago. The world is very different now, for man holds in his mortal hands the power to abolish all forms of human poverty and all forms of human life. And yet the same revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe. The belief that the rights of man come not from the generosity of the state, but from the hand of God. We dare not forget today that we are the heirs of that first revolution. Let the word go forth from this time and place to friend and foe alike that the torch has been passed to a new generation of Americans born in this century, tempered by war, disciplined by a hard and bitter peace, proud of our ancient heritage, and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. This much we pledge and more. To those old allies whose cultural and spiritual origins we share, we pledge the loyalty of faithful friends. United, there is little we cannot do in a host of cooperative ventures. Divided, there is little we can do, for we dare not meet a powerful challenge at odds and split asunder. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away merely to be replaced by a far more iron tyranny. We shall not always expect to find them supporting our view, but we shall always hope to find them
strongly supporting their own freedom, and to remember that in the past, those who foolishly sought power by riding the back of the tiger ended up inside. To those people in the huts and villages of half the globe, struggling to break the bonds of mass misery, we pledge our best efforts to help them help themselves. For whatever period is required, not because the communists may be doing it, not because we seek their votes, but because it is right. If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. To our sister republics south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion anywhere in the Americas. And let every other power know that this hemisphere intends to remain the master of its own house. To that World Assembly of Sovereign States, the United Nations, our last best hope, in an age where the instruments of war have far outpaced the instruments of peace, we renew our pledge of support to prevent it from becoming merely a forum for invective, to strengthen its shield of the new and the weak, and to enlarge the area in which its writ may run. Finally, to those nations who would make themselves our adversary, we offer not a pledge, but a request that both sides begin anew the quest for peace. Before the dark powers of destruction, unleashed by science, engulf all humanity in planned or accidental self-destruction. We dare not tempt them with weakness, for only when our arms are sufficient beyond doubt can we be certain beyond doubt that they will never be employed. But neither can two great and powerful groups of nations take comfort from our present course, both sides overburdened by the cost of modern weapons, both rightly alarmed by the steady spread of the deadly atom, yet both racing to alter that uncertain balance of terror that stays the hand of mankind's final war. So let us begin anew, remembering on both sides that civility is not a sign of weakness, and sincerity is always subject to proof. Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Let both sides explore what problems unite us, instead of belaboring those problems which divide us. Let both sides, for the first time, formulate serious and precise proposals for the inspection and control of arms, and bring the absolute power to destroy other nations under the absolute control of all nations. Let both sides seek to invoke the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars, conquer the deserts,
eradicate disease, tap the ocean depth, and encourage the arts and commerce. Let both sides unite to heed in all corners of the earth the command of Isaiah to undo the heavy burden and let the oppressed go free. And if a beachhead of cooperation may push back the jungle of suspicion, let both sides join in creating a new endeavor, not a new balance of power, but a new world of law, where the strong are just and the weak secure and the peace preserved. All this will not be finished in the first 100 days, nor will it be finished in the first 1,000 days, nor in the life of this administration, nor even perhaps in our lifetime on this planet. But let us begin. In your hands, my fellow citizens, more than mine, will rest the final success or failure of our course. Since this country was founded, each generation of Americans has been summoned to give testimony to its national loyalty. The graves of young Americans who answered the call to service surround the globe. Now the trumpet summons us again, not as a call to bear arms, though arms we need, not as a call to battle, though in battle we are, but a call to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Can we forge against these enemies a grand and global alliance, north and south, east and west, that can assure a more fruitful life for all mankind? Will you join in that historic effort? In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility.
Giờ là tới lượt anh bắt cóc em đây. Trời. Chi bu này đã lớn rồi. Đúng rồi. Hôm nay hơi chiều thôi mà chưa. Dạ. Tại vì số đo dạo này có tăng cân. À không. Cho không, nên là em. Nhà thiết kế em có hơi bị thiếu. Chi. Hôm nay là buổi tiệc cảm ơn ha. Chứ không phải cái vòng vạch mặt là tự nhiên nói số đo ra đây chi. Phụ nữ giữ số đo cho riêng mình biết thôi. Ha. Đó. Và các bạn khán giả thân mến, nghe ca khúc vừa rồi là ca khúc Talk To Me, là một ca khúc mới đúng không nào? Thì Chi có thể chia sẻ một vài điều ca khúc này được không? Mọi người thấy ca khúc này thế nào ạ? Mọi người có thích ca khúc này không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lúc ấy diễn ở trên này là mặt rất là căng, nhưng mà bây giờ trở lại với Chi Pu mọi người là cút em một chút. Em rất là vui khi mà em có cơ hội được cộng tác với Chi Pu đi để có thể ra mắt được một bài hát sung này, có thể khoe được giọng hát, khoe được nhảy, và đặc biệt là một bài hát có chất nhạc mà em rất là thích. Và em đã mơ ước từ lâu có một bài hát như này rồi. Và tối ngày hôm nay, đúng 21 giờ thì MV của ca khúc Talk To Me sẽ ra mắt tất cả vị khán giả. Ồ, vậy là chỉ ra mắt bản audio thôi à? Dạ không ạ, tối nay là sẽ ra mắt MV luôn ạ. Cho nên chút nữa mọi người mà 9 giờ vẫn còn ở đấy quẩy thì đúng 9 giờ mở điện thoại ra xem có MV luôn. Và nếu nói về MV Talk To Me không thể nào quên được một nhân vật. Có lẽ là em không thể đây không phải lần đầu tiên em hợp tác với anh Ứng Duy Kiên. Hồi trước thì đã từng đóng phim cùng anh Ứng Duy Kiên rồi, và anh đã tham gia một vai phản diện trong phim ngắn của em. Nhưng mà lần này thì em lại mời anh tham gia vào dự án của em với một vai trò khác, đó chính là đạo diễn. Và thực sự là cảm ơn anh Ứng Duy Kiên rất là nhiều, vì đây là một MV đối với bản thân em nó rất là phim và đạt được một cái chất lượng hình ảnh mà em cảm thấy rất là mãn nguyện. Dạ, xin mời DLB Ứng Duy Kiên hãy đứng lên để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng dung nhan cũng như là gửi một lời cảm ơn, là một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn anh.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào cái chủ đề ngày hôm nay luôn, đó chính là buổi tiệc cảm ơn của Chibu đến với các cá nhân cũng như là các ekip đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Thì ngay bây giờ chắc hẳn là phần của em, anh sẽ dùng cho em tất cả. Em muốn cảm ơn ai? Thực sự là buổi thanh party ngày hôm nay, em mời tất cả các vị khách quý tới đây, các anh chị truyền thông, báo chí, các đồng nghiệp, các đối tác, những người đã đồng hành với em trong suốt một năm vừa qua, thay trong một lời cảm ơn rất là chân thành của em dành cho mọi người. Tại vì dù ít dù nhiều thì trong năm vừa qua mọi người cũng đã vất vả vì em rất là nhiều rồi. Và người cũng đã hỗ trợ, ủng hộ em rất là nhiều. Một lần nữa thì em dành một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các vị khách đã hiện diện ở đây ngày hôm nay ạ. Thông qua lời nói của Chibu thì có thể thấy được rõ ràng là Chibu đang rất là xúc động bởi sự xuất hiện của các khách quý, là những cá nhân, ekip đã luôn luôn đồng hành cùng với lại Chibu. Thì anh thấy nếu như mà để cho em chia sẻ tiếp, chắc là lệ sẽ rơi, hay là bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn rõ ràng từ cá nhân cũng như là từ ekip đã cùng hỗ trợ em nhé. À dạ, có lẽ là cảm ơn đầu tiên thì dành cho các anh chị của đơn vị truyền thông báo chí trong suốt gọi là 2 tháng vừa qua đã rất là vất vả với em, đã hỗ trợ em rất là nhiều. Và tiếp theo là các đơn vị, các nhãn hàng, các nhãn hàng, đối tác đã luôn đồng hành cùng em. Và cứ mỗi lần ra một MV mới là các anh chị đều nhắn tin bảo hú lên chị ơi, các anh chị vẫn luôn đồng hành cùng em. Em cảm thấy rất là trân trọng vì các anh chị đối tác vẫn luôn dõi theo em và luôn luôn cho em một cái sức mạnh rất là vô hình. Và tiếp theo là ekip đã làm nên những sản phẩm dành cho Chibu trong suốt thời gian vừa qua. Và trong 2 tháng vừa qua thì chị đã ra 4 sản phẩm cũng làm việc rất là cật lực. Và cảm ơn Dream Team là những người đã thức đêm thức hôm cùng chị nghĩ ra những ý tưởng để có thể có được những cái sản phẩm chất lượng nghiêm túc như ngày hôm nay. Và những producer, ekip hôm nay thì có anh Kiên Trần này, anh Khương Vũ, Ứng Duy Kiên và chị Đinh Hà Uyên Thư là 4 đạo diễn hot nhất bây giờ đã cùng em hợp tác và cho ra được những sản phẩm em rất là thích và rất là mãn nguyện. Vậy là em có thấy bản thân mình rất là quyền lực không? Bởi vì là mình có cơ hội cộng tác lại 4 đạo diễn mà gần như là hot nhất hiện nay. Em cảm thấy mình may mắn thôi chứ không phải là quyền lực. Tại vì chia sẻ thật luôn là một ca sĩ mới, chọn một con đường mới thì rất khó khăn. Vì lúc đấy nói thật là không có ekip nào, không producer nào, không ca sĩ nào tin tưởng vào khả năng của mình cả. Cho nên là để có thể mở lời thì chỉ có cách là mình chứng minh với họ bằng sản phẩm của mình, bằng sự túc của mình, bằng cách làm việc của mình, bằng tất cả những gì mà mọi người thấy được trong cái sự nỗ lực và túc của mình thì mới có thể thuyết phục được họ cộng tác mình thôi. Còn nếu như mọi người không nhìn thấy được cái sự nghiêm túc, cái sự nỗ lực đó của Chibu thì có lẽ là chị sẽ không có cơ hội để cộng tác với tất cả những người tài như vậy. Cho em cảm ơn Nốt. Nói đi em ơi. Ok. một team rất là quan trọng, mà đây là một cái ưu điểm của Chibu trong tất cả các sản phẩm, đó chính là tất cả những điều này của chị được mọi người yêu quý và được mọi người cover theo rất là nhiều. Cảm ơn biên đạo Bảo Bảo của Vũ Đàn Ông, cảm ơn anh Quang Đăng đã biên đạo vũ điệu em sai rồi, rất là viral. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em không biết là em cảm ơn thiếu ai không, nhưng mà nếu mà có sai sót gì thì xin mọi người bỏ qua cho em ạ. Vâng, thực sự mà nói thì những lời cảm ơn của em rất là chân thành, tất cả mọi người đều hiểu được. Và trong khoảng thời gian qua em đã trải qua gì, tất cả mọi người đều hiểu được. Cho nên họ thấy được cái sự kỳ vọng cũng như cái sự cố gắng thật tâm của em. Họ đã không rời em một bước nào cả và luôn luôn đồng hành với em trong những thời gian sắp tới. Hoặc là những cá nhân, hoặc là những cái nhãn hàng sắp tới, họ sẽ chú tâm hơn về những sản phẩm mà em cho ra sau này. Và em cũng mong muốn rằng là chắc chắn Chibu của ngày hôm nay sẽ còn
nỗ lực và cố gắng rất là nhiều nữa. Và con đường chỉ mới bắt đầu thôi. Và em mong muốn rằng là 5 năm hay là 10 năm sau, khi em có một thanh party tiếp theo, thì vẫn thấy được cái gương mặt này ngồi đây ủng hộ em ạ. Và Ngọc Anh cũng xin phép được thay mặt cho Tibu gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến nhà hàng Yo Seafood cùng với các đơn vị Tiki.vn, iFlix, Uber và Hidden đã hỗ trợ cho ngày hôm nay một cách rất là hết mình. Xin chân thành cảm ơn bạn ạ. Có lẽ như là bây giờ là chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một tí xíu nha. Bởi vì nếu mà để anh phỏng vấn em nữa thì anh nghĩ là chắc chắn. Không, xong, xong em run vì vừa nhảy xong với hát xong sung hơi mệt ạ. Hơi mệt vậy thì em tham gia những cái tiết mục tiếp theo được không? Tại vì là những tiết mục tiếp theo nếu mà thiếu em á thì không thể nào thành hình được. Dạ được, bây giờ cho em xuống em ăn cái gì cái rồi em lên em sung tiếp mọi người ạ. Em sẵn hàng em dậy luôn đó. Em lại... chơi lầy hôm nay luôn ấy. Lầy hôm nay luôn đúng không? Dạ. Rồi em mới chơi lầy hôm nay thì bây giờ là anh lầy với em luôn ha. Và chúng ta không cần thiết là phải giữ kẻ làm gì nữa. Rồi bây giờ là chúng ta xin phép mời tất cả các anh chị em có mặt ở đây, chúng ta sẽ cùng tham gia vào một vài trò chơi. Tất cả những trò chơi ở đây đều liên quan tới Chibu, đều liên quan tới em. Những điều thầm kín nhất mà là em chưa hề chia sẻ đều có trong đây cả. Nó được cô đọng lại bằng những câu hỏi. Thế cho em luôn. Đúng rồi, cho em luôn đó. Anh thấy cái sự hoang mang em là chắc hẳn là em cũng rất là bất ngờ đúng không? Bởi vì đây chính là chơi mà ekip vừa mới nghĩ ra hồi nãy thôi ha. Và đây chính là phần trả lời câu hỏi. Ai biết câu trả lời nào thì các bạn cứ một dạng giơ tay lên đi ạ. Và ứng với mỗi câu trả lời đúng thì chúng tôi sẽ có một phần quà tương đương. Sẵn sàng chưa em? Nước đi, ừ. Là em trả lời hay là? Không phải, người ta trả lời sau đó là em kiểm tra. Ừ. Và đây. Nhưng mà em cũng đang hơi sợ là kiểu người chiên tối ấy, chưa có không não sao? Được. Không không. Nãy giờ là mọi người đã ăn hết rồi. Thấy không? Là đã ăn gì chưa? Xong hết rồi. Thấy không? Nói cho bạn là đủ hết rồi không? Là chờ em thôi đó. Đó. Rồi bây giờ câu hỏi đầu tiên. Ai biết câu trả lời chính xác? Mọi người hãy nhanh chóng lên tay ạ. Kibu giúp anh mời nhé. Kibu. Anh dạ. Không, anh đang hỏi thôi. Debut mấy? Debut, mà nghe em tưởng debut ngày mấy. Khác khảo thì mới sợ. Rồi, ai cũng trả lời chính xác ạ. À? Em nghi quá mấy câu trả lời này, có khi tất cả ekip của em giơ tay. Anh Hữu, anh tí cu giơ tay quá. Không, nếu mà nhân sự trong ekip của em thì đừng mời nha. Chỉ mời khách quý. Rồi, nghe máy. Mọi người trả lời, hình như là ở xa xa có người tuần Google ra. Dạ rồi, dạ, xin mời anh ạ. Anh ạ, à. Anh đeo kính ạ. Mày nghe máy ạ. 27 tháng 10. Chính xác ạ. Chính xác, có trả lời chính xác. Anh một quà ạ. Xa quá, không thấy được mặt. Nhưng mà em xin tuần anh ạ. Rồi. Câu hỏi tiếp theo thì là nó hơi dài dòng tí xíu. Kể tên chính xác 4 ca khúc. Có 3 khúc đã ra mắt và 1 ca khúc 9 giờ tối nay sẽ ra mắt. Hồi nãy đây nói tên luôn rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần nói 3 ca khúc mà là Bu đã ra mắt thôi. Đó, em mời anh. Em mời anh à. Dạ xin mời anh Bu ạ. Dạ anh ơi, mình có thể nói nó lớn là được. Chị cho em cái mic to dạ. Đó là được rồi. Alo. Dạ rồi. Bốn bài là từ hôm nay. Rồi. Cho tay hơn. Rồi. Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Với lại có nên dừng lại. Chính xác. Xin mời anh ạ. Đây là những câu hỏi rất là đơn giản mình. Em chia sẻ thêm một chút là ca khúc cuối cùng sẽ ra mắt vào 9 giờ tối ngày hôm nay. Có tên là Hot To Me nhưng mà cũng có tên tiếng Việt là Có Nên Dừng Lại. Nên tôi nghĩ chia sẻ ạ. Vậy là bây giờ em muốn mọi người nhớ cái tên là Talk To Me hay là nhớ tới cái tên tiếng Việt của nó là tên chính thức là Talk To Me nhưng mà anh thấy nói tiếng nó khó quá thì thôi có thể nói Có Nên Dừng Lại. Anh thấy cái từ đó là dễ nhất rồi em. Rồi câu hỏi tiếp theo cực kỳ đơn giản luôn. Chà, cái này cũng hơi căng đó nha. Đơn giản mà cũng hơi căng. Diễn viên nam trong MV
cho ta được hơn. Tên gì? Có ai nhớ tên bạn Diễm Viên Nam trong MV cho ta gần hơn không? Cho ta gần hơn chỉ riêng năm. Trời ơi, dây hàm cái này thấy rất tiền ạ. Mời chị. Chắc là em mời dạ, chị ạ. Cho em dạ, em có mời chắc mình chờ cô giúp được không ạ? Nam diễn viên đó tên là Justin ạ. Là Justin Bieber hay là sao? Là gì Justin em? Nickname của bạn tên là Justin à? Về dòng tên Thiến Hằng bạn là gì? Nếu mà đoán được thì hai quà luôn. Còn nếu như mà em không đoán được, còn nếu như mà em không đoán được á, thì là câu hỏi này là sẽ được chuyển cho người khác và phần quà đem luôn. Một em lấy được hai, cộng thôi mất cả. Ai cứu em đâu, không ai cứu em cả. Giơ tay lên đi, biết đâu được có người giúp. Xung quanh kìa, Google đi. Có một người đang giơ tay rồi. 4, 3, 1 rồi hết, mất lượng, mất quà. Dạ xin mời chị. Dạ rồi, xin mời chị ạ. Ai đó hãy chuyển mic của em. Jin Su Huynh. Mình âm chuẩn lại một chút nào. Jin Su Huynh. Jin Su Huynh. Dạ, chính xác ạ. Tên của bạn ấy là Jin Ju Hyung. Rồi, nếu mà là chính xác như vậy thì chắc chắn là một phần quà dành cho chị. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Rồi, và bây giờ là một câu hỏi là có phần hóc búa hơn. Từ hồi nãy tới giờ Ngọc Trai hỏi bao nhiêu quả? Trả lời rồi. Xin hỏi ai? Câu hỏi này dễ lắm, trời ơi, giống như là cho không quà luôn vậy đó. Ai nè? 5, 4, 3, 1, rồi xin mời bạn. Ba câu. Ba câu đúng không? Thì chính xác rồi, nãy giờ ba câu thôi. Để chúc mừng anh nè. Một phần quà dành cho anh. Rồi, bây giờ một câu hỏi mà là nó mang tính chất vận động hơn nhiều. Là điệu nhảy chính trong MV Em Sai Rồi. Xin lỗi em đi. Có ai biết nhảy không ạ? Biên đạo của riêng biên đạo ở lại. Biên đạo hãy tập trung ăn đi rồi. Bây giờ thì là em, anh nghĩ em nên chọn, hiểu không? Em chọn những người nào mà cười tươi nhất á. Ở đấy, đây không đúng rồi. Một cái cô này là cô ấy biết cái vũ đạo trong cái bài này và đã tham gia vào một clip rất là vui của em. Rồi, thì cô đó là ai? Cô đang cười rất tươi. Dạ, rồi ai đó? Quỳnh Anh xin ạ. Quỳnh Anh xin. Đây nè. Rồi, em lên đây luôn. Tại vì cái này là mình phải bận tâm. Nhạc nền có thể to hơn một chút được không ạ? Tại vì đó. Rồi. Dạ. Bây giờ là. Anh xin lỗi em đi. Trời tốt luôn ạ. Khoan. Các bạn này làm việc nó không có vô nhàn gì hết trơn hết trọi ha. Bây giờ anh 3, 2, 1. Rồi sau đó em cất lên tiếng hát. Sau đó là Quỳnh Anh xin sẽ nhảy. Đang cái bài đó bật lại cho anh bài đó và đoạn giữa được khúc hồn đó. Rồi chuẩn bị chưa? Tụi mình vô là em nói vậy để anh cho kịp cho bu. Anh xin lỗi em đi. Anh xin lỗi em đi. Nhảy đang hơn cả xin lỗi. Cảm giác đây là một vũ điệu gọi là cào xin lỗi, không phải là em sai rồi. Nhưng mà quan trọng là em có thấy vũ điệu này là có giống với cái điệu gốc không? Dạ, đúng không? Bây giờ cho chấm điểm á, trên thang 10 Quang đang ăn rồi, giờ ông không chấm điểm được đâu. Trên thang điểm 10 thì em chấm cái... Thật ra em nghĩ cái này phải hỏi biên đạo. Biên đạo thấy bạn Quỳnh Anh Tin nhảy điệu nhảy này bao nhiêu điểm ạ? Không điểm ạ. 10 điểm hả? Nãy giờ cắm đầu vô ăn đâu biết gì đâu. 9 điểm ạ. Ấy luôn hả? Hay để có mắt phía lưng luôn. Thôi nói chung là cũng đang làm phiền rất là nhiều rồi. Xin mời bạn Quỳnh Anh xin nhận một quà. Nói chung là anh cũng rất là muốn biết là cái điều nhảy đó mang tên gì. Không biết là mình có đặt tên cho điều nhảy không? À, điều nhảy em sai rồi, anh xin lỗi em đi ạ. Nó là tên cái bài hát rồi đấy anh. Em có thể ghi cái tên nào nó ngắn xíu được không em?
Chứ bây giờ giới thiệu cái điều nhảy của em thôi là nó bằng tên hát rồi. Thì ví dụ như là mình có thể nói ngắn gọn lại là điệu nhảy em sẽ rồi, hoặc là điệu nhảy anh xin em đi, hoặc là điệu nhảy em sẽ dạy chú em đi. Nói chung là một điệu nhảy trong vua trong MV trời anh hiểu lúc rồi. Một điệu nhảy trong vi em sai rồi. Ê, em sai rồi, anh xỏ em đi. À. Em làm anh liệu rồi đó. Bây giờ chúng ta tạm thời gác qua quá trình là trả lời câu hỏi. Là có vẻ như là mình muốn bắt đầu cái tiết mục chính hơn. Bắt đầu tiết mục chính hơn tại vì là thường thường trong những cái party mà là cảm ơn á, phải có tiết mục này thì là cái bằng tiếng mới trọn vẹn được. Tất cả mọi người có thể cùng nâng ly chúng em được không ạ? À? Ai uống bia, nâng bia. Ai uống nước ngọt, nâng nước ngọt. Nước suối chơi luôn. Tất cả mọi người. Chị Bu, em muốn gặp cái gì không em? Dạ, dạ, em cũng muốn có một cái... Đúng rồi, có một cái gì đó. Dạ, đây. Rồi, em cảm ơn anh. Tất cả các anh chị từ phía xa có thể nâng ly lên cùng em được không ạ? À. Em xin mời các anh chị nâng ly cùng em ạ. Rồi, bây giờ các bạn sẽ theo nhịp đếm bước ra nha. 3, 2, 1. Chúng ta cùng chia một cái tầng lớn nè. Vô. Vô hả? Rồi, ok, vô nha. 3, 2, 1. Vô!